Chất lượng nhựa tốt nhỉ, dày ghê. CD CD men đúng không? Dạ. Loại CD men kín. Và tiếp thị. Tiếp theo là hay nằm bên dưới nữa. Em bỏ ra giờ chỉ có than thôi. Loại free carbon, than gáo dừa chất lượng cao, rất là đều, đầy chặt một ống. Hạt than rất là nhẹ, đều, chính xác là than hoạt tính, cao cấp. Khác với các loại hàng giả sử dụng than đá làm nên rất là nặng, ngửi mùi không có một mùi gì hết. Đó, tiền nào của nấy. Than được nén rất là chặt đầy trong một cái lõi liền khối có chữ Made in Korea. Mình cầm tay nó hơi khó. Trên đây thì có một cái bịt tránh than nó bị vương ra đó. Một miếng mút rất là dày dặn, tránh trường hợp than bị lọt qua. Có khá là nhiều than. Rất nhiều than luôn. Này thì lọc nó mới tốt được. Nó rất đều nhá, hạt nhẹ. Mặc dù có nước ở trong rồi nhưng nó vẫn nhẹ. Không như những cái hàng giả toàn than than đá, cầm vào những cái kia tay nó đen xì, không có một chút gì luôn. Hiện tại Vanokai đang cung cấp các thiết bị lọc nước từ Hàn Quốc như Hyundai, Trung Ho, Kuwait. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các thiết bị của Mỹ như Aerosmith. Các bạn sẽ thấy là máy lọc nước của Hàn Quốc hay máy lọc nước của Mỹ chỉ sử dụng có 4 lõi đến 5 lõi,
Trong khi đó các cái thiết bị của Trung Quốc, của Đài Loan thì sử dụng rất nhiều lõi, có thể lên đến 9 lõi, 10 lõi. Tại sao lại có cái sự khác biệt như vậy? Không lẽ là những nước có trình độ cao như Mỹ, như Hàn Quốc, họ không sản xuất ra được nhiều lõi hay sao, mà tại sao họ chỉ sản xuất có 4-5 lõi như thế? Và đây là chính là câu trả lời. Họ sản xuất ra các sản phẩm nhỏ gọn, tinh tế, rất đơn giản, không cần phải quá nhiều lõi nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tốt hơn hẳn do những cái máy mà sử dụng nhiều lõi lọc. Nhiều lõi lọc không hẳn đã là tốt, chắc chắn là điều là như vậy. Quan trọng là chất lượng của bộ lọc nó như thế nào thôi.